và chính thức khép lại năm 2023, mở đầu cho năm 2024 đầy hứa hẹn. Chúc cho quý khách hàng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tài lộc vẹn toàn. Hôm nay Kiệt sẽ báo giá các dòng xe tải nhẹ máy xăng ở đầu năm 2024 và cập nhật chương trình giá bán cũng như chương trình khuyến mãi tháng 1 đầu năm 2024 sẽ có những chương trình gì hấp dẫn diễn ra. Và bây giờ cùng mời quý khách hàng theo chân Kiệt. Rồi, Kiệt sẽ đi thẳng vào vấn đề của cái video ngày hôm nay luôn, đó chính là báo giá tất cả các dòng xe tải nhẹ máy xăng mà đang có sẵn tại showroom siêu thị xe tải Long An. Và như quý khách hàng cũng biết rồi đó, đầu tháng 1 2024 cũng là thời điểm mà nhà nước sẽ hết chương trình khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ hỗ trợ cho các xe lắp ráp trong nước. Vậy thì kết thúc chương trình đó thì những nhà máy, những hãng ô tô có chương trình gì để kèm theo để kích cầu cho tháng 1 năm 2024 không, thì mình sẽ báo giá cụ thể cho từng dòng luôn. Và bây giờ đi, đầu tiên có thể nói là ông vua trong phân khúc tải nhẹ máy xăng Terra 100, động cơ Mitsubishi, thùng hàng 2m8 và duy nhất dòng sản phẩm này có đời 2024 đầu tiên của các dòng xe tải nhẹ máy xăng. Và giá bán năm 2024 vẫn không thay đổi, chỉ trừ chương trình khuyến mãi nhà máy không gia hạn thôi. Và giá bán hiện tại 240 triệu là quý khách hàng đã sở hữu ngay dòng Terra 100S động cơ Mitsubishi có màn hình Android, đầy đủ các phụ kiện và option trong năm 2024 luôn nha. Tiếp theo là dòng tải nhẹ máy xăng thuộc nhà máy Shinrei Moto. Và đây là dòng sản phẩm rẻ nhất của nhà máy Shinrei Moto, SRM K990 với cái thùng hàng 2m45 và giá bán năm 2024 sẽ không còn hỗ trợ chương trình lệ phí trước bạ từ nhà nước với mức giá chỉ từ 168 triệu. Nhưng SRM có chương trình khuyến mãi để bù vào chương trình đó tương đương với 5 triệu đồng cho tháng 1 năm 2024. Và tiếp theo, sản phẩm có thùng hàng dài nhất trong phân khúc cũng thuộc nhà máy Shinrei Moto, SRM T30 với mức giá trong tháng 1 2024 cực kỳ ưu đãi, chỉ từ 219 triệu đồng. Và đặc biệt, cũng như SRM K990 có chương trình khuyến mãi 5 triệu đồng để bù vào chương trình thuế trước bạ từ nhà nước đã hết trước đó. Đều là các sản phẩm thuộc nhà máy Shinrei Moto nên SRM T20A cũng giống như K990 và T30 đều được khuyến mãi 5 triệu đồng trong tháng 1 năm 2024. Và mới mức giá hiện tại chỉ từ 205 triệu đồng. SRM T20A sở hữu một cái ngôn ngữ thiết kế mang phong cách châu Âu và hệ thống đèn LED cực kỳ đẹp. Ngoài ra, cấu hình với thùng dài 2m7, tải trọng 930kg, phù hợp vận chuyển nhiều loại hàng hóa. Và đây là phân khúc tầm trung, nó sẽ cao hơn so với K90 và thấp hơn so với SRM T30. Nếu quý khách hàng nào quan tâm, hãy inbox ngay cho mình để mình báo giá và tư vấn. Và đây là bốn cái dòng xe hiện tại đang có sẵn tại showroom siêu thị xe tải Long An. Ngoài ra thì bên mình sẽ báo giá luôn, cập nhật giá bán của các dòng xe tải nhẹ máy xăng trên thị trường, tải Kenbo với mức giá chỉ từ 230 triệu cho tháng 1 2024 và Thaco TF230 với mức giá ưu đãi chỉ từ 237 triệu. Đó là hai dòng sản phẩm mà Kiệt báo giá luôn cho quý khách hàng để tiện tham khảo và so sánh. Và vừa rồi là cái video mình báo giá nhanh về các dòng sản phẩm xe tải nhẹ máy xăng trong chương trình năm 2024. Nếu quý khách hàng nào đang có dự định mà đầu tư lấy xe trước Tết Nguyên Đán thì hãy liên hệ và lên xem xe tại showroom siêu thị xe tải Long An, chắc chắn mình sẽ giảm giá sâu để hỗ trợ quý khách hàng kịp lấy xe trước Tết âm lịch. Và video đến đây là kết thúc. Nếu video này hay, mời quý khách hàng để lại like, share, nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video lần sau.